Được rồi, rất là tuyệt vời. Và trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua đó là bí kíp để có thể uh, giúp cho các anh chị tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi các anh chị. Và để nói về cái việc tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi thì uh, để mà chúng ta có một sự tập trung hơn, uh, đón những giá trị tốt hơn uh, và có được cái uh, sự uh, học tập tuyệt vời hơn. Thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau dành ra khoảng 30 giây ha, thực hiện một thói quen như thường lệ. Uh, đó là gì ạ? Hãy sao định trước khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì à rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dành khoảng 30 giây ha và cùng nhau rót một phép màu cho buổi học của mình các anh chị à, ráo định ha học một cái10 ứng dụng à, tạo ra kết quả thành công luôn các anh chị học tới đâu thì tới đó vận dụng thành công các anh chị rồi chúng ta sẽ có 30 giây để cùng nhau ráo định à, cảm ơn cả nhà của mình ạ à. Dạ rồi, anh chị là xong chúng ta cùng nhau quay trở lại ha. Vậy, dạ, chúng ta xong rồi chưa các anh chị? À bí kíp để tăng trưởng lợi nhuận lên gấp bội. Rồi đầu tiên là để mà các anh chị có thể có được một cái tháng 7 thành công ha. Một cái tháng 7 rực rỡ thì uh, cho vị hỏi rằng là anh chị nào mình đã uh, thiết lập hoàn thành được cái mục tiêu 30 ngày cho tháng 7 rồi bên tôi. Ở đây thì không biết là có anh chị nào mình chưa có hoàn thành cái mục tiêu vào tháng 7 không ạ? À? Ở đây anh chị nào mình chưa có cái mục tiêu tháng 7 thì các anh chị không có số 1 ha. Anh chị nào mình chưa có mục tiêu tháng 7 thì các chị không có số 1 ạ. À. à? À, vẫn có vài anh chị là mình chưa có hoàn thành cái cái, cái mục tiêu tháng 7 chưa thiết lập kế hoạch cho tháng 7 ha thì các anh chị hãy làm bước này ha rất là quan trọng luôn các anh chị hãy ngồi lại thiết lập mục tiêu hãy viết ra cái bức tranh à, thì tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được doanh nhân, nhân Nguyễn Lành chỉ cho chúng ta cái cách để thiết lập bức tranh rồi à, và tiếp tục tối ngày hôm nay vào lúc 20h30 thì chúng ta sẽ học được những cái cách để mình uh, biết cách để giao tiếp với tiềm thức ha để giúp cho các anh chị bắt đầu là thực hiện hóa được cái mục tiêu của mình để giúp cho các anh chị biết cách để giao tiếp với con người bên trong của mình ha biết cách để giao tiếp với tiềm thức của mình để giúp cho mình có thể thực thi và đạt được mọi mục tiêu mình đặt ra À, cho nên tối ngày hôm nay là những cách để giao tiếp tìm hết nên các anh chị hãy có mặt nhé. Rồi, đầu tiên là hãy có mục tiêu. À, mục tiêu của các anh chị đó ạ, cho cái tháng 7 này. Và làm như thế nào để chúng ta có thể đạt được chính xác đúng không ạ? Làm thế nào để chính xác cái kết quả đó đây? Thì đầu tiên kế hoạch là phải có, mục tiêu là phải có, bức tranh là phải có cái bước nữa thứ nhất. Anh chị nào mà chưa hoàn thành bước thứ nhất nữa thì phải làm sao các anh chị ơi? Anh chị nào mà chưa hoàn thành được bước thứ nhất nữa thì các anh chị phải làm gì ạ? À? anh chị nào mình chưa hoàn thành bước thứ nhất cần phải làm gì các anh chị ơi phải làm gì ạ làm gì các anh chị bước thứ nhất mình chưa hoàn thành đó phải làm gì ạ <laughs> cố gắng cố gắng gì, à, chúng ta phải hoàn thành ngay bước thứ nhất các anh chị ha đó là hãy uh, thiết lập uh, mục tiêu ha cho cái 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 tháng cũng tháng 7 của mình cho nên là hôm nay bao nhiêu các anh chị cam kết là trong ngày hôm nay từ đây đến tối nè là các anh chị phải hoàn thành được cái bước này thầm ơn tôi ạ à. rồi từ đây đến tối nha À, chúng ta hãy quy định cho thời gian cho mình đi. Bởi vì nếu mà các anh chị không có quy định thời gian cho mình nó thì đa phần các anh chị sẽ rất là lơ là và mình cũng sẽ không có đặt đó là quan trọng. Nên là chúng ta cũng sẽ không có ưu tiên nó lên hàng đầu các anh chị ha. À, nên là hôm nay các anh chị nhớ rằng từ đây đến tối thì các anh chị phải hoàn thành được xuất sắc cái uh, bản mục tiêu, bức tranh mục tiêu. Ok chưa? Từ đây đến tối ha, cam kết được không? Rồi à, bước thứ nhất là các anh chị phải làm. Bởi vì nếu mà các anh chị không có mục tiêu thì các anh chị sẽ không có sự tập trung mà nếu mà các anh chị không có sự tập trung thì chắc chắn rồi các anh chị sẽ à, thời gian của mình nó các anh chị sẽ không quản lý tốt các anh chị sẽ đỡ mà lăn tăng những vấn đề rất là nhiều và các anh chị sẽ thay à, cho mọi thứ mình trôi qua đúng không ạ các anh chị sẽ không kiểm soát được cho nên thứ nhất là phải có mục tiêu rồi cái thứ hai nè các anh chị cần phải lập trình được cái mục tiêu đó trong tâm thức các anh chị ha bằng cách gì mình sẽ lập trình những cái mục tiêu đó trong tâm thức có nghĩa là đầu tiên các anh chị phải nắm được cái quy luật này đó là quy luật trong ngoài cái gì có bên trong thì nó mới có bên ngoài đúng không ạ? Cho nên đầu tiên là các anh chị phải thiết lập cái mục tiêu này đưa vào bên trong tâm thức của các anh chị bằng những cái kỹ thuật sau đây. Một là tuyên bố. Mỗi sáng các anh chị hãy tuyên bố ha. Thông qua kỹ thuật là tự kém thị. À, kỹ thuật là hình dung tưởng tượng. nha Tự kém thị là mình tuyên bố mỗi ngày này. Mình hình dung tưởng tượng nè. Các anh chị ha. Đấy thì thông qua những kỹ thuật này. À, bắt đầu là các anh chị sẽ bắt đầu cài đặt mục tiêu. Mỗi ngày các anh chị hãy nhìn vào gương các anh chị và tuyên bố mục tiêu của mình. Đó bạn, có thể là ít nhất là 3 phút, một 3 phút. Được không? Hãy tuyên bố mục tiêu của mình mỗi ngày. Và hãy bắt đầu hình dung về cái kết quả cuối cùng mà các anh chị đã thật, hoạt định ra mục tiêu của anh chị. Thì hãy hình dung mỗi ngày các anh chị ha. Thì đây là cái bước mà các anh chị đưa mục tiêu của mình vào trong tâm thức. Các anh chị ha. Rồi. Và cái bước tiếp theo các anh chị. Và để mà các anh chị có được cái kết quả thì có một trong bước cực kỳ là quan trọng. Bởi vì tài chính của chúng ta thì muốn tăng gấp rồi. Đúng không ạ? À? Thì cái điều đầu tiên đó là các anh chị phải tăng khả năng đón nhận. Các anh chị ghi lại ạ. Tăng khả năng đón nhận của mình. Bởi vì cái quan trọng đó là các anh chị có được cái khả năng đón nhận thì các anh chị mới thể đón nhận được những cái nguồn lực nha. Đón nhận được nguồn lực, đón nhận được cơ hội đón nhận được những cái quý nhân và cũng như là tất cả mọi cái điều tốt đẹp để đến với cuộc đời của mình. Vậy làm như thế nào để chúng ta tăng được khả năng đón nhận đây? Rồi, câu hỏi đặt ra ha, làm như thế nào để tăng cái khả năng đón nhận đây? Rồi, để tăng cái khả năng đón nhận các anh chị ha, thứ nhất, nó giống như thế này. Ví dụ, uh, Vi đang có một cái ly nước, cái ly này là cái ly khoảng là uh, 500ml nước và cái ly này là 300 ml nước các anh chị ha. Ví dụ như bây giờ là vi cầm cái ly 300 ml nước mà vi có thể cái ly 300 ml nước có thể nào nó chứa được 500 ml nước không ạ? Các anh chị ơi, cái ly 300 ml nước nó có thể chứa 500 ml nước không? À, cái ly 300 ml nước thì nó chứa chỉ có 300 ml nước thôi. Nó không thể là chứa 500 lít nước, chỉ có cái ly chứa 500 lít nước thì nó mới chứa được 500 ha thì để mà các anh chị tăng khả năng đón nhận thì cái điều đầu tiên đó là các anh chị phải nâng cao cái dụng cụ bên trong của mình đó là năng lực tư duy bởi vì nếu mà các anh chị không có nâng cao được mở rộng cái 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 hộp dụng cụ mình ra thì chắc chắn là các anh chị dù cho nguồn lực các anh chị nó đến nhiều đi nữa thì các anh chị cũng không có đón nhận được ha cho nên là chúng ta cần phải nâng cao được cái năng lực tư duy đó là nâng cao khả năng đón nhận bằng cách nâng cao năng lực tư duy vậy nâng cao như thế này thứ nhất để nâng cao năng lực tư duy ha và cũng như là tăng cái khả năng đón nhận của mình nè các anh chị và đây là những cái phương pháp mà chúng ta cần làm để nâng cao được cái năng lực tư duy ha rồi bước thứ nhất mỗi ngày các anh chị phải thực hiện ông biết ơn cho vi ha mỗi ngày các anh chị hãy ít nhất là viết ra 10 điều mà các anh chị biết ơn và cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt khởi động cho ngày mới bắt đầu một công việc mới bắt đầu một hành trình mới thì các anh chị phải biết lòng biết ơn ok chưa Bước này, bước thứ nhất, đó là các anh chị phải ngày nào cũng biết lòng biết ơn cho vì ha. Và, à, vị chỉ cho các anh chị thêm một kỹ thuật nữa nè. Đó là gì? Khi mà các anh chị thấy, các anh chị, Ví dụ như các anh chị thấy bất kỳ một cái điều gì và các anh chị không thoải mái, Thì, hãy hỏi tận thân mình nè. Mình đang mong muốn điều gì? Và, viết lòng biết ơn. Ví dụ, Ví dụ nha, Bắt đầu các anh chị tăng cái khả năng đón nhận, Đó nghĩa là, Các anh chị tăng được cái nhận thức của mình lên. Có nghĩa là khi á, mà các anh chị thấy uh, bản thân của mình có bất kỳ một cái điều gì đó nó chưa thoải mái thì đó là cái gì ạ uh, đó là cái dấu hiệu là gì ạ? mọi thứ của các anh chị nó đang gì ạ? chưa tốt đẹp nên là gì hãy tập trung vào cái điều muốn và rất buộc phép màu cái định muốn ví dụ nha ví dụ như ngày hôm nay tự nhiên các anh chị thấy rằng là uh, khách hàng của các anh chị nó khách hàng của các anh chị mọi thứ đúng không ví dụ như các anh chị gặp khách hàng hôm nay là uh, khách hàng của các anh chị không dễ tính À, hôm nay khách hàng của các anh chị không có dễ không có được à, à, những cái người các chị gặp ngày hôm nay nó họ không có dễ tính đi và làm cho các anh chị không có vui. Thì mình sẽ nhận thức được này. Đó là gì? Nhận thức được đó là gì? À? Hôm nay mình gặp khách hàng không dễ tính. Vậy cái điều các chị muốn là gì? Cái điều các anh chị muốn là gì các anh chị ơi? Mình cái điều mình muốn là gì? à khách hàng của mình đúng không ạ dễ thương dễ mến đúng không ạ à, hòa hợp đúng không ạ gắn kết gì đó ha thì các anh chị sẽ biết lòng biết ơn cho vì bằng cách đó là gì à, mình viết là à, chắc là sáng nay là mình chưa thực hiện lòng biết ơn đây là tăng cái khả năng đón nhận có nghĩa là các anh chị phải biết là mình đang muốn gì thì các anh chị mới tăng được khả năng đón nhận đó là mỗi sáng các anh chị a à, thì ra chắc chắc là sáng nay mình chưa biết lòng biết ơn đấy mình phải lòng biết đồng ơn là đúng không ạ à, mình ngày hôm nay là mình sẽ thu hút những con người tuyệt vời Đúng không ạ? Những khách hàng tiềm năng, những cái khách hàng mà đúng như mong đợi của các anh chị đó. Đúng không ạ? À, các anh chị họ cái nào được kết nối một cách dễ dàng, đấy được thuận lợi dễ dàng và mọi thứ được mọi thứ đúng không ạ? À, được kết nối một cách rất là vui vẻ hạnh gì đó thì các anh chị phải biết. Hình dung chưa? Rồi, đầu tiên, mỗi buổi sáng thì khi mà các anh chị làm việc, làm việc học tập hay là các anh chị đang tiếp xúc với nhiều người thì các anh chị thấy bất kỳ một điều gì đó nó ra không như mong muốn thì hãy nhận thức được mình đang muốn gì thì đó là các anh chị đang phát triển khả năng đón nhận các chị ghi lại ha có nghĩa là các anh chị nhận thức được mình đang muốn cái gì thay vì các anh chị chạy theo cái vấn đề đó thì các anh chị nhận thức được là mình đang muốn cái gì và mình sẽ hướng mình về cái điều muốn bằng cách đó là gì à cảm ơn vì tôi sẽ gặp những khách hàng như thế như hương thế này đó đó là cái điều tôi mong muốn đó là các anh chị nhận thức được mình muốn cái gì thì đó là cái cách mà các anh chị đang phát triển khả năng đón nhận bao nhiêu canh chị hiểu được bài học này không? bên tôi ạ. Thay vì chúng ta bị chạy theo vấn đề, đúng không ạ? thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở về và à biết là cái điều đó mình không muốn, vậy hỏi cái điều mình muốn là cái gì và chúng ta sẽ cảm ơn vì những chúng ta sẽ đạt được cái điều muốn đó là cảm ơn vì mình sẽ gặp những khách hàng tiếp theo là những người dễ thương vui vẻ hoạt bát đúng không ạ à? đấy à, tích cực như thế nào đó thì mình sẽ tập trung cái điều muốn thì cái đó là các anh chị đang tăng cái khả năng đón nhận rồi mỗi ngày các anh chị hãy bắt đầu làm cái việc này đối với tất cả mọi việc trong ngày của các anh chị thay vì à, chúng ta bị cuốn vào những cái vấn đề thì mình sẽ nhận thức được đó không phải là cái điều muốn và nhận thức được cái điện muốn và hướng về cái điện muốn và biết ơn hay không ạ rồi thì đó là gì ạ các anh chị đang làm cái đó là các anh chị đang mở rộng cái vùng đón nhận của các anh chị ra nha đó là cái cái bước thứ hai ha đó là liên tục mở rộng cái vùng đón nhận của mình đó là nhận thức được cái điều mình không muốn và biết được cái điều muốn mà phải liên tục Rất một phép màu cho cái điều muốn nha thầy thì đó là cái cách mà các anh chị tăng cái vùng đón nhận của mình rồi cái thứ, thứ ba này cái này dễ không các anh chị dễ không cái bước này dễ không cái bước này á em nói rằng là nó dễ không dễ nó khó không khó nhưng mà nó tùy thuộc vào chúng ta có đủ nhận thức để có nhận ra hay không hay là chúng ta sẽ chạy theo vấn đề ha cho nên là các anh chị phải uh, bình tĩnh để có thể nhận thức được đó không phải là điều các anh chị muốn và biết được định muốn và tập trung vào cái định muốn bằng thị trường lòng biết ơn thì uh, đó chính là các anh chị đang tăng cái khả năng đón nhận còn các anh chị chạy chạy theo vấn đề luôn thì các anh chị tăng cái gì và dạ tăng vấn đề <laughs> mình chạy theo vấn đề luôn mình đổ lỗi đổ thừa rồi mình phán xét mình đánh giá gì đó mình không có vui này lọ luôn thì mình đang chạy theo vấn đề thì mình sẽ làm tăng vấn đề còn nếu mình nhận thức được đó không phải là điều mình muốn và mình sẽ tập trung vào điều mình muốn Vắt cũng rất bộ phép màu cho điều mình muốn cảm ơn cho những điều mình sẽ đạt được đúng không ạ thì cái đó là các anh chị đang tập trung để mở rộng khả năng đón nhận những điều tốt đẹp được không ạ rồi hãy nhớ ứng dụng nha <laughs> các anh chị phải nhớ ứng dụng triệt để cho em bởi vì đa phần thì chúng ta lại không có đón nhận được bởi vì các anh chị quá bận đi ha mình quá bận để uh, tập trung vào những cái điều không tích cực và các anh chị không có nhận được những điều tốt đẹp và cũng như không nhận được những cơ hội những nguồn lực để giúp cho mình có được cái cái thu hút thành công và may mắn rồi một một bí kíp trong cái khả năng đón nhận cái bước thứ hai cho khả năng đón nhận này bước thứ nhất đó là luôn nhận thức được điện muốn và điều không muốn và thực hiện đồng ơn với điện muốn nhớ ha cái bước thứ hai cho việc tăng khả năng đón nhận này đó là học cách khen, học học cách khen các anh chị ha, à, có nghĩa là các anh chị sẽ học cách để khen ngợi uh, những cái điều tốt đẹp, à, có nghĩa là bắt đầu các anh chị hãy học cách khen, chạm vào điều đó thì các anh chị hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp để các anh chị khen, gặp ai thì các anh chị cũng sẽ tìm kiếm những điều tốt đẹp của họ để mình khen, khen ngợi và nói lời cảm ơn các anh chị ha, à, khi mà các anh chị tìm kiếm những điều tốt đẹp thì các anh chị sẽ không thấy những điều không tốt đẹp nữa. Được chưa? Thì đây cũng là cách để tăng được khả năng đón nhận. Sáng giờ các anh chị có khen ai khen cái gì chưa? Các anh chị ơi, từ sáng giờ các anh chị có khen ai hay khen bất kỳ một cái việc nào chưa? Các anh chị đã à, thấy mà sáng như mình giỏi không? Các anh chị có khen mình chưa? Hay là khen những người xung quanh mình chưa các anh chị? À khen con luôn có tuyệt vời. Sáng giờ các anh chị có khen mình là khen những người xung quanh. Khen bất kỳ một cái gì đó mà các anh chị đã đạt được sáng giờ các chị khen chưa? <laughs> Đấy, các chị có phải khi mà các chị tập trung vào những cái để tìm kiếm những điều khen ngợi á, thì có phải các chị chỉ toàn thấy những điều tốt đẹp thôi đúng không ạ? Thì đây cũng là cách mà các chị đang tăng cái khả năng đón nhận của mình ha. Đấy, đó là tăng cái gì ạ? À? Tìm kiếm những điều tốt đẹp và tập trung vào những điều tốt đẹp để chúng ta khen ngợi, động viên, khích lệ, yêu thương. Rồi, đó là cái thứ hai để tăng cái khả năng đón nhận ha. Đây, cái thứ ba để tăng khả năng đón nhận này. Đó là mỗi buổi tối trước khi ngủ ha chúng ta sẽ được làm cái quy trình à, đó là quy trình đặt hàng vũ trụ các anh chị thì các anh chị hãy nhớ là quy trình này nha tại vì uh, chúng ta cần phải có một cái gì phải luôn biết mình muốn gì và tối trước đó các anh chị phải đặt hàng cho vũ trụ <laughs> bởi vì trước khi chúng ta nhận các anh chị ha à, thì chúng ta sẽ cần phải sao à, à trước khi ngủ đúng không? thì có cái bước là đặt hàng vũ trụ đó thì các anh chị phải xác định cho thiết lập cho mục tiêu cho hôm nay thì đây cũng là cái bước mà giúp cho các anh chị tăng cái khả năng đón nhận đó là thiết lập những kế hoạch trước cho ngày mai và biết được mình đang muốn điều gì đúng không ạ và các chị có thể đặt nó ở chế độ zalo mình tôi ví dụ như các chị muốn sở hữu chiếc điện thoại nè các chị muốn sở hữu một cái đôi giày mới các chị muốn sở hữu một bộ đồ mới các chị muốn sở hữu đúng không ạ một cái món quà mới nào đó hình dung không ạ thì trước đó là chúng ta phải đặt hàng vũ trụ và cùng thực hành cái bước đặt hàng vũ trụ cùng với nhóm của mình vào buổi tối thì cái bước này nó cũng giúp cho các anh chị tăng cái khả năng đón nhận đó là đặt hàng vũ trụ, đặt trước những cái mong muốn của mình, hình dung mong cái chị ơi, đây là ba bước ha để tăng khả năng đón nhận, rồi các chị có thể comment lại cho vay ba bước để tăng khả năng đón nhận không ạ? À? Nãy giờ các chị có ghi bài không? Bước thứ nhất là gì, bước thứ hai là gì, bước thứ ba là gì, các anh chị ơi? bước 1 là thực hiện lòng biết ơn mỗi ngày rồi bước 2 là liên tục cái bước mà cái cái bước mà để mở rộng khả năng đón nhận nó có 3 bước à, luôn nhận thức được ha, những điều mình muốn học cách khen và đặt hàng vũ trụ rồi ok rất là tuyệt vời hãy cho chính mình và tất cả các anh chị mình chào tay ha rồi rất là xuất sắc luôn rồi tiếp theo các anh chị ha cái bước thứ ba rồi Bước thứ ba trong cái hành trình để tăng cái lợi nhuận gấp đôi nha. Rồi, các anh chị ha, ý nãy nãy là cấp ba cái bước đó là nằm trong cái ý là tăng khả năng đón nhận thôi. Bước thứ nhất là biết phải có mục tiêu, phải có cái phải thiết lập mục tiêu trong tâm trí và cái thứ hai đó là tăng cái khả năng đón nhận. đó rồi, trong khả năng đón nhận thì nó có ba ý nhỏ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi qua bước thứ ba. Các chị nắm theo kịp không ạ? Bây giờ là bước thứ ba à, trong cái ba bước để tăng mục tiêu lợi nhuận gấp đôi gấp đôi. OK ha, vì đang đi rất là chậm, các anh chị nắm bắt kịp không ạ? À? Ba cái bước kia là ba bước đã, đã tăng khả năng đón nhận thôi. 3 ý nhỏ trong một cái ý lớn, rồi bây giờ là bước thứ ba trong cái ý lớn đó là tăng mục tiêu, à, tăng cái lợi nhuận gấp đôi. Nó bắt kịp không các anh chị ha? Nó bắt kịp nha. Rồi mình sẽ đi qua ý thứ ba các anh chị ha. Khi mà các chị đã tăng khả năng đón nhận rồi ha, thì để mà các chị có thể nhận được thì nó đến từ năng lực tư duy nên là tăng trưởng, phát triển về mặt tư duy, về mặt tư duy các anh chị chúng ta phải liên tục phát triển tư duy của mình lên các anh chị ha thì các anh chị mới có thể nhận thức tốt được vậy để phát triển mặt tư duy này mỗi ngày các chị sẽ làm những thói quen này giúp cho vi thói quen hàng ngày các chị cần phải làm này một thói quen cần phải làm mỗi ngày nha một dành ra nếu mà các chị tham được điều này điều đặn thì em nghĩ rất là tốt đó có nghĩa là các anh chị sẽ chỉ cần dành ra 10 phút mỗi ngày à, thời gian là cũng được dành ra 10 phút mỗi ngày ngồi lại tỉnh lại và hít sâu thở điều nhắm mắt hít sâu thở điều tập trung vào hơi thở 10 phút Các chị ha ngồi lại không làm gì cả chỉ cần các anh chị ngồi ha đó thoải mái tư thế thoải mái lưng thẳng không dựa ha thoải mái lưng thẳng ngồi ở à, thẳng thừng các anh chị rồi chỉ cần các anh chị làm cho em động tác thôi 10 phút lặng yên được không lặng yên không nói nhắm mắt lại nha là Các anh chị lúc này ở không gian yên tĩnh Một mình mình thôi Một mình mình ở không gian yên tĩnh ha Dành ra 10 phút Không cần nhiều nha Chỉ cần 10 phút thôi Các anh chị sẽ nhắm mắt Và tập trung hơi thở Mỗi ngày 10 phút cho vui thôi Các anh chị biết ra cái bước này để làm gì không ạ Cái bước này là cái bước Mà đã giúp cho các anh chị bắt đầu Rèn luyện cho mình thói quen Đó là bắt đầu là về tập trung vào chính mình bởi vì cái 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 năng lực tập trung của chính mình của mình á mình phải rèn mỗi ngày đấy cho nên là giờ uh, bắt đầu các anh chị sẽ dành ra khoảng 10 phút cho em thôi mỗi ngày thôi không cần nhiều nha bước này các chị không cần làm nhiều chỉ cần là 10 phút mỗi ngày và sau đó các anh chị hãy tìm mình cho mình ở một cái không gian yên tĩnh một mình mình ha và các anh chị uh, đứng là cũng được đứng cũng được ngồi cũng được ha chỉ cần các anh chị nhắm mắt thư giãn thả lỏng cơ thể ha ngồi thì nó sẽ vững vàng hơn đấy và mình sẽ nhắm mắt, thư giãn 10 phút. Và chỉ cần tập trung hơi thở. Tập trung hơi thở các anh chị ha. Còn ví dụ như các anh chị chưa tập trung được hơi thở mà các chị ngồi yên được 10 phút là cũng được. <laughs> các anh chị, mình chưa tập trung được vào hơi thở. Mình còn hơi suy nghĩ lung tung nhưng mà mình đã ngồi yên được 10 phút để có thể tỉnh tại lại là cũng được. Mà các chị cứ tập trung dần dần đi. Bắt đầu các chị sẽ quan sát tốt hơn về chính mình. Ok ha. Thì cái bước này là cái bước mà các anh chị sẽ rèn được khả năng là tập trung vào chính mình. Ok không ạ 10 phút ngồi để tập trung hơi thở giờ nào cũng được ha ở đây vi không có định không không quy định các anh chị giờ nào hết nhưng mà các anh chị sẽ chọn cho mình khung giờ và sau đó thì các anh chỉ cần ngồi lại nhắm mắt đó là tập trung hơi thở 10 phút cho vi rồi thứ hai trong bước phát triển tư duy nè thứ hai cái bước đó là để mình rèn khả năng tập trung của chính mình các anh chị rồi à, cái bước thứ hai các anh chị ha đó là các anh chị sẽ dành ra 30 phút đọc sách 30 phút đọc sách. Các anh chị ha. Thời gian nào cũng được, miễn là các anh chị ưu tiên cho mình 30 phút đọc sách mỗi ngày. 30 phút đọc sách mỗi ngày. Ok chưa? Rồi, đọc sách. Có thể là các anh chị hãy đọc theo cái tiêu chí này. Ví dụ như các anh chị sẽ đọc ví dụ như các anh chị đọc theo từng chương. Đúng không ạ? Mỗi ngày các anh chị chọn cái ngày đọc chương cũng được. Nha. Ngày đọc chương cũng được hay là ngày đọc hai chương cũng được, miễn sao các anh chị dành ra cho mình thời gian để để đọc sách. Xây dựng thói quen đó là thói quen làm gì ạ? À? À, mỗi ngày hãy yêu quý sách, tiếp xúc với trí tuệ đúng không ạ? À với à, sách là nguồn kiến thức của trí tuệ mà các anh chị. À, cho nên là gì ạ? À? Hãy dành ra khoảng mỗi ngày 30 phút đọc sách được không? Rồi. Rồi, trong 30 phút đọc sách đó, ví dụ như các anh chị sẽ đọc theo chương. Ok chưa? các chị đọc theo chương ha và sau hết chương đó à, thì các anh chị nên là xem lại coi cái chương đó nó đang nói về học gì nghe anh chị ha có nghĩa là đọc sách thì không chỉ là đọc đọc mà chúng ta đọc để hiểu nha cho nên khi mà các chị đã đọc hết một chương đó rồi ok chưa thì các anh chị nên ngồi lại và xem coi tổng kết coi cái nội dung của cái sách đó nó đang nói cái chương đó nó đang nói cái gì chỉ cần nghe chương thôi nhưng mà quan trọng đó là các chị sẽ uh, tổng kết lại xem cái nội dung của của cái cái quyển sách đó nó đang nói về cái bài học nào và các anh chị tâm đắc cái 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 tư duy gì các chị có thể lấy bút highlight các chị tô nó lại được không tô nó lại ha rồi hoặc là các chị có những ý hay thì các chị có thể nốt vào trên giấy đó là cái bước mà các chị bắt đầu là gì à bắt đầu tích góp những cái nguồn kiến thức hay những cái những cái bài học hay các chị nên nốt lại để các chị dùng ha rồi. Tiếp theo các anh chị ha. Tiếp theo, đó là các anh chị sẽ uh, bắt đầu dành ra khoảng uh, một ngày nha. Một ngày các chị có thể dành ra khoảng 1 cho đến 2 tiếng. Ngồi lại để ghi chép livestream từng câu từng chữ cho Vy. Các anh chị ha, một ngày các anh chị dành ra khoảng 1 đến 2 tiếng thôi. À, không, 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 em không có định các anh chị phải ngồi tùy theo anh chị. Những anh chị nào mình uh, tập trung nhiều, các chị dành thời gian nhiều, nhưng ít nhất cũng phải là một đến 2 tiếng. Các anh chị ngồi, các anh chị ghi chép cái bộ video của Chủ tịch Huy á, từng câu, từng chữ cho về. Ngồi ghi từng câu, từng chữ các anh chị ha, từng câu, từng chữ cho về. À, các anh chị cũng không có cần phải gọi là, À, nhà, chạy theo rất like các chị ha mà các chị hãy ngồi và có thể ghi từng câu từng chữ cho vi đúng không để mình rèn luyện được cái sự tập trung lắng nghe đúng không từng câu từng chữ ghi để nắn nót từng câu từng chữ của một hình câu ok chưa rồi xây dựng cho viên thói quen thế này nè sau khi các chị đã ghi xong thì các chị đặt cho mình câu hỏi nè ví dụ như các chị đã xong rồi nha các chị sẽ chuẩn bị mình sẽ rời đi làm việc khác đó ví dụ một ngày các chị quy định cho mình cái thời gian đó và sau đó khi các chị chuẩn bị là rời đi để làm việc khác thì các chị sẽ hỏi mình này trước khi đi các chị sẽ tổng kết xem coi cái bài học mà các chị học được ở đó là gì phải luôn coi là cái bài học của mình ở đó là gì ha một cái anh chị tự hỏi mình nè tôi học được cái gì ở đây tôi học được cái gì ở đây và sau các chị rà lại xíu về cái nội dung mà các chị mới biết á đúng không ạ các chị học được cái gì đó nha rồi ok và cái câu hỏi tiếp theo này mình có ứng dụng cái điều này như thế nào để giúp cho mình thành công? Tôi có thể ứng dụng cái điều này vào cuộc sống như thế nào để giúp cho tôi thành công? Có một nguyên tắc. Khi bạn hỏi thì bạn sẽ có câu trả lời. Khi bạn gõ thì cửa sẽ mở. Khi tìm sẽ thấy ha. Khi tin thì sẽ có có nghĩa là các anh chị học mà các anh chị muốn phát triển được nhận thức các anh chị nhanh đó, thì các anh chị phải đặt câu hỏi chính mình mà các anh chị đặt câu hỏi đi thì bên trong của các anh chị nó mới trả lời cho các anh chị mở rộng cái khả năng tư duy các anh chị Mỗi đầu khi các anh chị làm việc các anh chị hòa nhập vào cuộc sống để bạn gặp tiếp xúc những người khác thì bất chợt khi gặp những tình huống đó thì các anh chị nhận thức được à lúc nãy cái bài học đó nó đưa vào lúc tình huống này có nghĩa là các anh chị phải đặt ra những câu hỏi có thể là lúc đó các anh chị cũng chưa có biết câu trả lời đâu nhưng khi các chị đặt câu hỏi thì bên trong của các anh chị tự khắc là tự nhiên các anh chị thấy mình thông minh ra khi tiếp xúc với những cái tình huống hay là bất kỳ một cái sự kiện sự việc nào đó tự nhiên các chị sẽ phát giác được a à, thì ra là cái tư duy đó là nó nó ứng dụng trong trường hợp này thì khi mà các anh chị đặt câu hỏi thì các anh chị mới mới nhận thức được ha nên là các anh chị hãy tự khơi gợi mình bằng những câu hỏi thông minh được không ạ hãy tự khơi gợi mình bằng những câu hỏi thông minh đó là gì à, tôi học được bài học gì ở đây và tôi sử dụng cái công thức này cái bài học này vào cuộc sống như thế nào để giúp cho tôi thành công hơn tôi sẽ ứng dụng cái công thức này vào cuộc sống mình như thế nào để giúp tôi thành công hơn rồi ok chưa luôn luôn mỗi lần sau một bài học nha sau một quyển sách sau một bài chia sẻ sau một buổi zoom sau một buổi học sau một buổi ghi chép của các anh chị thì các anh chị hãy hãy đặt câu hỏi này cho bản thân của mình được không ạ có nghĩa là mình khi mà các chị đặt câu hỏi, tự nhiên có thể lúc đó các anh chị không hiểu, nhưng mà sau khi các chị vào công việc của các chị, tự nhiên đúng cái trường hợp đó, thì tự nhiên các chị nhận thức ra, á, à, lúc nãy là cái bài học này là cái 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 tư duy nãy là mình mình học này, đó. cho nên là gì ạ? À? mình phải đặt ra những câu hỏi, thì để làm gì là nó kích thích được cái trí não của mình, nó kích thích được cái sự uh, tò mò bên trong mình, thì bắt đầu các anh chị đang rèn được cho mình một cái năng lực đó là khả năng chủ động các anh chị ha khả năng tiếp thu một cách chủ động có nghĩa là trước giờ mình học 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 nhưng mà các anh chị không có chủ động để khai thác chính mình mình không có chủ động để khai thác cái năng lực tư duy của mình mình không có chủ động để khai thác để cho mình có thể mở rộng được cái khả năng nhận thức mình ra cho nên là nó cứ ở đó còn các anh chị nó muốn nó mở rộng ra nó muốn nó tự chủ động hơn muốn nó có được cái năng lực tư duy tốt thì các anh chị phải khơi khơi cái khơi gợi sự tò mò cho chính bản thân của mình bằng những câu hỏi khôn ngoan rồi bao nhiêu các anh chị hiểu được bài học này comment Z ạ. À. Khi mà các anh chị bắt đầu làm những cái bước này nè thì bắt đầu các anh chị sẽ thấy rằng là cái năng lực tư duy của các anh chị nó sẽ càng ngày càng vượt trội lên. Các anh chị ha. Cái năng lực tư duy của các anh chị sẽ càng ngày càng vượt trội. Tự nhiên các anh chị sẽ thấy rằng là bên trong của các anh chị đó bắt đầu mỗi ngày các anh chị thông minh hơn. Bắt đầu các anh chị thấm những bài học hơn. Các anh chị bắt đầu hiểu ngờ ngợi. À thì ra cái bài học ngày hôm qua Uh, Vi đang nói được cái bài học này hay là hôm qua chủ tịch Trịnh Huy đang nói bài học này hay là những cái giám trưởng các anh chị đang chia sẻ bài học đó. Có thể lúc đó các anh chị không hiểu đâu, nhưng mà khi mỗi cái chị ngồi lại, các anh chị nghiệm lại xem đúng không ạ? À? Và các anh chị đặt ra câu hỏi đó, thì tự nhiên cái mình đang làm công việc này, cái đúng cái trường hợp đó, thì tự nhiên mình nhận thức ra được. À, thì ra cái bài học này là lúc nãy nè. Đấy, thì từ tự nhiên mình sẽ nhận thức được. Còn em nói các anh chị nha, các anh chị mà không có đặt câu hỏi á, thì các anh chị không nhận thức được cái gì trơn á. Tại vì bên trong của các anh, ý thức của các anh chị nó biết tất cả, nó hiểu tất cả nó làm được tất cả nhưng nó không biết là nó biết nó không biết là nó hiểu và nó không biết là nó làm được và nó luôn nằm đó và đợi đợi ai ạ à? dạ đợi ý thức ra lịch à, nên các anh chị muốn mình nhận thức phát triển thì các anh chị phải tập trung để mình phát triển bằng cách đó là gì à? phải khơi gợi những câu hội khôn ngoan hay không hay không ai mà biết làm cái điều này em nói các anh chị các anh chị năng lực khả năng nâng cao tư duy các anh chị tăng trưởng vượt trội luôn bởi vì các anh chị liên tục để mở rộng mình ra Mình liên tục để phát triển mình ra Mình liên tục để kích hoạt được Cái con người bên trong của mình đúng không ạ Và khơi và khơi gợi sự tò mò của trí tuệ của mình Thì bắt đầu nó mới mở rộng ra cho các anh chị hiểu Các anh chị đang muốn tìm hiểu mà Cái gì tập trung nó mở rộng Thì các anh chị càng tập trung để muốn hiểu điều đó Thì nó bắt đầu nó sẽ tìm kiếm cho các anh chị Nguồn lực cơ hội để các anh chị có hiểu được bài học đó đó Và giúp cho các anh chị ngày càng khai sáng mình hơn thì đó là cái cách mà các anh chị phát triển nhận thức vô cùng nhanh luôn các anh chị ha. Cho nên ấy, học lý thuyết đó, nó chỉ là một phần thôi à, kiến thức là sức mạnh này nhưng mà chúng ta phải vận dụng được kiến thức đó mới là sức mạnh nhưng mà các anh chị chờ đó, mọi thứ nó hiện ra trước mắt mình nó thì không có hình như không ạ mình chờ mọi thứ nó hiện ra trước mắt mình không có mà các anh chị nhớ này bởi vì đôi khi hiện ra trước mắt của mình luôn á mà mình không muốn hiểu thì mình cũng không hiểu à, mọi thứ hiện ra trước mắt mình luôn nhưng mà nhiều, nhiều lúc là mình không muốn hiểu thì nó cũng không có hiểu cho nên là gì đó? các chị muốn mình hiểu thì các anh chị phải sao định cho mình hiểu. Nhớ nha. Mình muốn hiểu thì mình phải sao quyết định cho mình hiểu thì mình mới hiểu. Còn các anh chị cứ làm thinh à, lầm lầm lì lì à, không nói không rằng như hết bên trong các anh chị nó không biết các anh chị muốn cái gì. Học xong các chị cũng gấp vỡ lại các chị đi, các anh chị cũng không nói rằng là các chị muốn dụng này để thành công. Cho nên là tiềm thức các anh chị nó không có hiểu và nó không có ứng dụng cho các anh chị được, nó không có khai thác giúp cho các anh chị thấy được những góc nhìn mới hơn được. Hình dung không ạ? À? mình nắm được không các anh chị ơi tại vì các chị phải nói các chị học xong các chị phải ngồi là các chị nghiệm kiến thức và các chị muốn hiểu các chị muốn dụng tốt thì các chị phải nói với chính bản thân của mình à bây giờ kiến thức này này ứng dụng cuộc sống như thế nào để thành công này thì lúc đó tiềm thức các anh chị nó bắt đầu hậu thuẫn cho các anh chị được nó giúp cho các anh chị được còn các chị học xong các chị gấp để đó Đấy. thì, thì thì bắt đầu là gì ạ à? ở gấp để đó là mình đang làm gì vậy? À? mình cứ để mọi thứ à, tự mong muốn là mọi thứ nó nó cứ nó cứ kệ nó luôn mình không biết cái gì hết mình cũng không biết là mình đang muốn cái gì thì tiềm thức các anh chị nó cũng đâu biết là các chị đang muốn cái gì đâu cho nên nó đâu có thể nào mang nguồn lực mang cơ hội và giúp cho các anh chị tạo ra thành công các anh chị muốn hầu oh, nhung và nó cũng không biết là các chị đang muốn hiểu kiến thức đó luôn nó đâu có biết các anh chị ạ à. nên là các anh chị phải đặt khai thác mình bằng những câu hỏi khôn ngoan các chị ghi lại mình phải tự khai thác mình bằng những câu hỏi khôn ngoan và đặt những câu hỏi nè hướng về kết quả nè hướng về thành công này hướng về những giá trị này hướng về sự phát triển hướng về hạnh phúc câu hỏi khôn ngoan thì kết câu trả lời là khôn ngoan còn câu hỏi không khôn ngoan thì câu trả lời nó cũng câu trả lời nó cũng không khôn ngoan nha nên là mình phải khôn ngoan cho cái việc đặt những câu hỏi đúng đấy ok chưa rồi. Rồi, tiếp theo các anh chị ha. À? Bước đó mình làm được không ạ? À? Bước đó làm được không? Mỗi ngày dành ra 30 phút đọc sách. 1 đến 2 tiếng ghi chép video. Ok chưa? Rồi, mỗi sau những buổi học nha. Sau những buổi học thì các anh chị phải tự ngồi lại để xem coi mình học được cái gì và đặt cho mình câu hỏi đó là mình sẽ ứng dụng cái tư duy này, ứng dụng cái tư duy này và công việc của mình như thế nào để nó giúp cho mình thành công thành công lớn luôn được không dạ. tiếp theo này ví dụ như nha em chỉ cho các anh chị để phát triển nhận thức của anh chị có nghĩa là các anh chị phải mở được cái khả năng nhận thức của anh chị ra các anh chị phải tăng được khả năng tư duy các anh chị Đó là năng lực của các anh chị nó phải tăng lên thì các anh chị mới thấy được những cơ hội nguồn lực được đây khi á nhớ nha đừng bao giờ lãng phí bất kỳ một nguồn lực nào các anh chị ghi lại ạ Đừng bao giờ lãng phí bất kỳ một nguồn lực nào. Bởi vì tất cả đều là nguồn lực giúp mình thành công. Cho nên đừng bao giờ lãng phí. Đừng có lãng phí nghĩa là sao? Đừng có lãng phí có nghĩa là sao? Ví dụ như ha, khi mà các anh chị gặp đối tác. Cái cuộc nói chuyện đó như thế nào, nó diễn ra như thế nào. Thì điều đó nó không quan trọng cái kết quả như thế nào điều đó không quan trọng đâu quan trọng này các anh chị sẽ học được cái gì sau cái kết quả đó các anh chị sẽ trở thành ai sau kết quả đó nó mới là điều quan trọng các anh chị ghi lại ha ví dụ như một cuộc gặp gỡ với khách hàng một cuộc đối thoại một cuộc đàm phán đúng không ạ à? bây giờ cái kết quả đó nó xong là nó xong rồi đúng không ạ à? thì kết quả như thế nào nó không quan trọng nhưng nhớ nha nhưng sau cái kết quả đó các chị học được cái gì và các chị trở thành người như thế nào đó mới là điều quan trọng ví dụ này ví dụ như à khi mà mình ví dụ như là khi mà vi gặp cái khách hàng đó đi khách hàng đó ngày hôm nay bởi vì chắc là do đang mới đúng không đang con không ngoan hay gì đó cho nên là chị ấy không có vui tính chút cho nên là chị ấy không có vui tính với mình chút đúng không ạ à? Đấy và chị ấy nói những cái lời nói đôi khi nó hơi gắt là một chút. Ok. Rồi xong đó chị ấy không có không bận việc này nọ nên về sớm nên không có lắng nghe đâu ạ để mình có thể tư vấn những dịch vụ sản phẩm của mình. Rồi ok ha. Vậy chúng ta sau kết thúc cái điều đó ví dụ như là cái diễn cái kết quả nó diễn ra như chưa mình mong muốn đi. Nhưng mà chúng ta sẽ ngồi lại nghiệm này. Đây đây là cái lúc phát triển này. Có nghĩa là sau một cuộc đó các anh chị sẽ trở thành ai? Các anh chị học được cái gì? Các anh chị sẽ trở thành người như thế nào? thì thông qua kết thúc cái đó các anh chị học được cái gì đầu tiên học được gì sau bài học đó để mình lắng lại trong quá trình mình nói chuyện trong quá trình trao đổi trong quá trình đàm phán trong quá trình để tương tác thì các anh chị phải nghiệm lại đúng không ạ để làm sao mình rút ra những bài học để làm sao mình nói làm sao để giúp cho để thu hút hơn khách hàng của mình hiểu rõ ý định mình mong muốn hơn đúng không ạ và giúp cho cái kết quả tốt hơn mình phải ngồi làm nghiệm ok chưa rồi sau đó nha các anh chị sẽ trở thành người như thế nào này có nghĩa là xong ví dụ như cái 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 kết quả không như có chị mong đợi nhưng các anh chị đã thấy mình trưởng thành hơn đúng không ạ à? mình nhận được những cái bài học hay hơn à hình như là kỹ năng mình nó tốt hơn cho nên là giờ à? mình không mình rất là vui vì cái kết quả đó chứ mình không phải là vì người đó mà khiến cho mình không vui và mình cứ đi trách móc người ta mãi thì đó là cái con người mình sẽ trở thành một mình trở thành cái con người chỉ biết trách móc người khác thôi chỉ biết phán xét đánh giá người khác thôi thì cái con người này con người giá trị chưa cao đúng không ạ nhưng sau cái cuộc gọi sau cái cuộc đó chúng ta đã đúc kết ra được bài học và chúng ta đã thấy mình trưởng thành hơn rằng sao mình rút nghiệp cho nên là mình rất là vui bởi vì mình đã thay mình đã nhận thức được và mình biết cách để làm sao đối với những cái khách hàng này mình sẽ biết cách để làm sao để có thể dẫn dắt tốt hơn được không thì mình đã phát triển lên cái level mới kỹ năng mình phát triển hơn nên mình thấy rất là vui bởi vì ngày hôm nay mình đã đưa ra mình đã nhận bài học mới mình đã tốt nghiệp thành một con người mới thì cái này là gì ạ mình sẽ trở thành một cái con người lên level 2 hình dung không ạ hình dung không ạ? cho nên á cái kết quả như thế nào cũng quan trọng mà quan trọng là các anh chị sẽ trở thành ai nó mới quan trọng một là các anh chị là cái người cũ cái phiên bản cũ đó. thì các anh chị là cứ ở cái lớp cũ nhưng nếu mà các anh chị à nhận thức được là mình học được bài học mới mình lên một kỹ năng mới mình tốt nghiệp một cái level mới thì mình đang lên lớp mới rồi hình dung không ạ đó là gì ạ mình đã tốt nghiệp bài học đúng không ạ mình thấy trời ơi, hay quá đúng không ạ mình thấy điều đó thì các chị đã lên một cái level mới có nghĩa là chị đã, các anh chị đã lên lớp công nhận được mình là lên lớp các anh chị ha thì kết quả như thế không thế nào không quan trọng không quan trọng các chị trở thành ai nên là các anh chị lên lớp mới thì các chị sẽ nhận được phần thưởng mới còn các anh chị ở lại lớp thì các anh chị phải tốn chi phí học lại. Hình dung chưa? Hình dung không ạ? Bao nhiêu các chị hiểu được bài học này không anh nhất ạ? Cho nên là em nói với các anh chị này, cái kết quả nó diễn ra sao nó không quan trọng đâu. Quan trọng là chúng ta sẽ trở thành ai? Mình đó, mình sẽ trở thành ai sau cái kết quả đó nha. Cái này nó mới là cái 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 cái, cái quan trọng cực kỳ luôn. Nên là đa phần, mà các chị nhớ là khi các chị đã trở thành một con người lớn hơn ấy, thì những cái vấn đề đó nó sẽ không tác động các chị và các chị sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn đúng không ạ à? nên là chúng ta phải hiểu và để uh, chúng ta liên tục nâng cao được mở rộng được cái 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 vùng đón nhận của mình nâng cao được cái khả năng nhận thức và cũng như nâng cao kỹ năng so với bất kỳ một ai mà chúng ta gặp ha bất kỳ một cái người nào chúng ta gặp bất kỳ một cái tình huống nào chúng ta cần xử lý bất kỳ một cái uh, sự kiện nào thì chúng ta đều có thể lớn hơn thì các chị lại tăng trưởng nhanh hơn thì các chị tăng trưởng nhanh thì cái thu nhập các chị mở rộng tài chính các chị mở rộng cơ hội các anh chị mở rộng thì các chị mới có thể đón nhận những nguồn lực mới và cái sự gia tăng của các chị nó mới nhanh được hình dung không ạ chứ bây giờ cái, cái năng lực của mình kỹ năng của mình tư duy của mình nó không chịu mở rộng thì theo các anh chị à, bây giờ thu nhập của mình nó nó tỷ lệ thuận với cái giá trị của mình đó à mà bây giờ cái giá trị của mình là mình không chịu tăng thì làm sao thu nhập nó tăng được hình như không giờ cái giá trị của mình là mình không có chịu tăng hết trơn á mình cứ gặp ai đúng không ạ mình cũng có thái độ y chang vậy à tình huống nào diễn ra mình cũng có thái độ là không có vui không có tích cực thì bây giờ là cái giá trị của mình là nó không chịu tăng thì làm sao mà cơ hội lớn nó đến được và làm sao mình có thể tạo ra những kết quả tăng trưởng được đấy cho nên là có những cái điều cực kỳ là đơn giản luôn nhưng mà trước giờ đó khi chúng ta không có biết phải không ạ? À? à chúng ta không có biết thì giờ chúng ta cứ cư xử theo cái cách cũ không ạ à? Thì bây giờ mình làm theo cách cũ thì các chị có kết quả mới được không? Các chị mình cư xử theo cách cũ mình có kết quả mới được không? Bắt đầu các anh chị thấy mọi thứ nó đơn giản hơn với các anh chị chưa? Bắt đầu các anh chị thấy nó đơn giản hơn chưa? Ừ. Mọi thứ rất đơn giản các anh chị ha nhưng cái quan trọng đó là chúng ta phải nâng cao được cái khả năng tư duy mà cái quan trọng này tiếp theo này mình phải rèn luyện được cái gì ạ à? thân tâm và trí thân tâm và trí thứ nhất này cái thân của mình đó đúng không ạ có nghĩa là các anh chị phải có được cái năng lượng tốt thì các anh chị mới có ở đó tập trung cái tốt được chứ em chưa thấy cái người ai mà không khỏe mà kêu tập trung cái tốt mà không tập trung được bây giờ cái thân của mình mình không khỏe đó kêu nghĩ tốt lành kêu bây giờ là hãy vui vẻ đúng không hãy bình an rồi hãy nghĩ đến những điều tốt của người khác bây giờ nghĩ sao nghĩ nghĩ nổi sao chị đúng chưa khi mà các chị đang không khỏe đó, khỏi khỏi nói cái gì mà liên quan đến cái gì mà tập trung điều tốt đẹp mình cực kỳ là không dễ luôn ha cho nên đầu tiên này hãy nuôi dưỡng cái thân của mình cho nó khỏe mạnh được không thân của mình khỏe phải đến từ đâu từ chế độ dinh dưỡng đúng ăn đúng và đủ và độc lý và tinh thần của mình phải vui vẻ hạnh phúc nếu mà tập trung những điều tích cực thì cái thân này mới khỏe được đấy nên là gì đầu à? tiên phải nuôi cái thân này khỏe mạnh nè cái thứ hai á là để mà các chị có thể lắng lại để lắng nghe để nhìn nhận mọi thứ thấu đáo đó thì nó đến từ lòng biết ơn nó đến từ sự thấu hiểu đó ạ nó đến từ chúng ta có ngày nào các chị cũng làm những cái nước hay đó tiếp xúc được những bài học tuyệt vời Đúng không? Ví dụ như các anh chị nghe các bài chia sẻ của Vinh ngày hôm nay thì các chị thấy à những cái việc đó nó cũng rất là bình thường. Cái quan trọng đó là các chị xử lý sao các chị học được cái gì và các chị trở thành ai, đúng chưa? Cho nên là khi gặp những cái điều đó các chị sẽ tỉnh tại lại được. Thì cho nên là gì? Bắt đầu các chị tiếp xúc những môi trường tốt, gần gũi với con người tốt. Nhớ nha, điều này nó quan trọng vô cùng nha. Để mai cái tâm của các anh chị, để giúp cho cái tâm của các anh chị, để rèn cái tâm của các anh chị á thì phải tiếp xúc với môi trường tốt, gần gũi với những con người tốt. Đúng không ạ? Chứ mình đi gần gũi những người lúc nào cũng đi nói không tốt người khác. Đi so mối vấn đề của người khác. Đi chỉ trích người khác. Ở gần họ mình có bình an không? Ở gần họ mình có vui không? Ở gần họ mình có thông minh được không? Em nói với các anh chị nha. Mình ở gần những cái người mà lúc nào cũng chỉ biết. Đúng không ạ? À, gọi là sân người si. Rồi toán ngày mấy cái không tích cực á. Không có thông minh được em nói thật, <laughs> tại vì nó bận cuốn vô cái đó đó, nó bận cuốn vô cuốn vô, rồi nói các anh chị mình chỉ thấy mấy cái không uh, tích cực thôi. Tặng là thu hút rồi không mà làm sao thu hút bướm được? chỉ có đó ạ, hoa thơm, cỏ ngọt thì mới thu hút bướm thôi. đó ạ, chứ bây giờ mà toàn là tập trung mấy cái âm tích cực thì thì làm sao thu hút được những cái tốt đẹp được nha? Yeah. cho nên là tiếp xúc với những con người tốt, ở trong môi trường tốt tiếp xúc với những con người tốt. đó ạ, còn nếu mà mình ở cái môi trường mình nó không có những cái con người tốt với con người với tích cực đó, các anh chị ha mà họ không ủng hộ mình á thì mình bớt nói chuyện với họ đi à, chơi với những người giàu đi à, chơi với những người giàu các anh chị đúng không ạ giờ thôi ở ở gần mình là toàn là những cái những những, những anh chị mà họ cũng chưa hiểu phát triển thân là gì đúng không họ cũng chưa hiểu sự định thức họ buông ra là nói không tích cực đúng không ạ? họ tan là à, phản bác rồi, 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 đúng không ạ họ không có chịu à, hướng những điều tốt đẹp thì thôi mình chơi với những người giàu đi đây những người giàu này đó à, tí cơ <laughs> các anh chị ha chơi những người giàu đấy nè ôi em nói các anh chị các anh chị cầm quyển sách này đi là họ đang họ đang làm gì họ đang cót mình một một luôn á mỗi ngày luôn họ đang cót mình một một mỗi ngày luôn mà đúng chưa thì các chị đọc sách của họ là các chị đang nghe tư duy của họ phải các chị đang nghe họ có không đúng chưa à, họ có các chị đó họ đang có cho các anh chị mỗi ngày nè trước tìm ai <laughs> tìm ai các anh chị <laughs> em nói các anh chị ví dụ như nha em chỉ cho các anh chị một cái bí kíp bí kíp này siêu hay luôn đó là gì ví dụ như các anh chị đang lăn tăng cái gì đó đúng không ạ thì các chị cần đặt ra câu hỏi khôn ngoan thôi đó là gì ạ các chị cần được khai thông đó để giúp cho các anh chị đạt được thành công thì tự nhiên bữa nay tự nhiên có anh chị nào đang lăng tăng nào vô đây cái được vi đã thông tư tưởng à? nghe bài chia sẻ của vi cái là câu trả lời được hiển thị trơn hiểu hết luôn có không à, nó hay lắm các anh chị Các anh chị phải biết là tiềm thức mình rất là hay Chỉ cần các anh chị đặt ra câu hỏi khôn ngoan thôi Cái tự nhiên Lăng tăng gì đó đúng không Mình đang muốn hiểu một điều đó Cái tự nhiên vô nghe bài chia sẻ của Vi cái, cái anh chị có câu trả lời luôn hoặc là mình đọc nguyên sách cái mình có câu trả lời luôn đấy nên nó là gì đó là chúng ta đang vận dụng một sức mạnh bên trong mình đó tự đâu phải tự nhiên đâu các anh chị đâu phải tự nhiên mà do chúng ta đang đúng không đã đặt ra những câu hỏi khôn ngoan mình đang có những cái sự tò mò bên trong thì tiềm thức của mình nó mới khơi gợi và giúp cho chúng ta gặp đúng người đúng đúng nguồn lực đúng cái gì ạ đúng cái câu trả lời của mình luôn ví dụ cũng là cái chủ đề về tăng thu nhập lợi nhuận đi nhưng thường thường Vi chỉ nói về kinh doanh thôi Nhưng hôm nay Vi không nói về kinh doanh Đúng không ạ? Ví dụ chủ đề ngày hôm nay nói về cái việc tăng lợi nhuận, tăng thu nhập <laughs> Đa phần đúng không ạ? Vi sẽ nói về kinh doanh là nhiều Nhưng hôm nay tự nhiên Vi không nói về kinh doanh Mà Vi đang nói để các chị xây dựng thói quen tốt thôi Thì có phải là tìm thức các anh chị đang đang cho gặp Vi và cho câu trả lời luôn không? Hay không ạ? Chủ đề ngày hôm nay là tăng lợi nhuận mà <laughs> nhưng mà vi chỉ đang nói cho các anh chị hiểu được những thói quen thông thường của các anh chị thôi nó cũng giúp cho các anh chị tăng hay không tăng nó nằm ở thói quen với cách chúng ta đang vận hành nó hàng ngày luôn đấy nó à, quen với cách mà chúng ta đang vận dụng hàng ngày hàng ngày hàng ngày luôn này các anh chị là nó cũng đang định thể hiện là chúng ta có tăng hay không tăng nên là em nói với các anh chị rằng hãy bắt đầu biết cách để đưa nó vào cuộc sống mình hàng ngày hàng ngày hàng ngày hàng ngày thì em nói với các anh chị rằng Làm sao mà không tích cực được Những anh chị mà mình không tích cực Năng lượng lên năng lượng xuống Mà mình, không có vận dụng triệt để thôi Chứ em nói với các chị Các chị vận dụng triệt để đi Đâu có thời gian đâu mà ngồi suy nghĩ lung tung Tại vì nó hay quá, nó vui quá, nó khoái quá đúng không ạ? Và chúng ta cứ thành công nó tiếp thành công. Thành công nó dưỡng thành công, thành công nó cứ tạo ra thành công thôi. Đấy cho nên là gì à? hãy luôn biết vận dụng nó đưa vào cuộc sống và bất kỳ một cái gì đó nó không dễ các chị đặt câu hỏi đúng đi là các chị có câu trả lời quan trọng đó là các chị phải luôn có một cái trạng thái cực kỳ là gì à? tin tưởng bằng chúng tăng năng, năng lực của mình mình sẽ làm được và sẽ xử lý được mình sẽ phát triển nó được mình sẽ tăng trưởng nó được mình sẽ thay đổi đến cách mình muốn được chỉ cần đặt cái câu hỏi theo hướng đó thôi thì các chị sẽ có được cái câu trả lời mà quan trọng đó là hãy tin rằng là mọi thứ mình sẽ làm tốt đấy và quan sát cải thiện mình mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày khi mà cái khả năng tư duy mình tốt đúng không ạ và năng lực nhận thức các anh chị càng phát triển bắt đầu các chị cải thiện mình đúng không ạ cải thiện cải thiện cải thiện thì mọi mặt các chị mọi mặt trong cuộc sống mình nó gia tăng một cách vượt trội thôi đấy cho nên là mọi thứ vô cùng đơn giản nha mọi thứ nó vô cùng đơn giản mọi thứ trong cuộc sống của các anh chị nó không có cái gì mà nó quá là phức tạp đâu mà cái phức tạp là do ai ạ? À? do mình tự tự nghĩ nó phức tạp thôi. ha. cho nên là về cái sự phức tạp nhất là do chính suy nghĩ của mỗi người thôi các anh chị. đấy. nên là gì? học cách để vận hành. đúng không? tất cả những gì các anh chị đang có để trở thành nguồn lực cho mình. các chị ghi lại ha học cách để vận hành mọi những chúng ta đang có trở thành cái nguồn lực để hậu thuẫn cho mình mọi nguồn lực chúng ta đang có nó trở thành nguồn lực hậu thuẫn là sao là sao môi trường các chị đang sống các chị sẽ tiếp xúc với rất là nhiều người có những người thích các chị có người không thích các chị có những cái thuận lợi có những cái không thuận lợi nhưng các chị nhớ rằng hãy biến những cái không thuận lợi trở thành nguồn lực đó là gì thứ nhất cái này là nó thuận theo các quy luật vũ trụ và nó đúng theo những cái nguyên tắc thành công các anh chị ha thứ nhất khi mà các chị thấy những điều không thuận lợi thì việc của chúng ta đó là gì à? thay đổi tần số thay đổi tần số bằng cách gì các anh chị ha à, đừng bao giờ thang bản chất móc kể lễ gì hết mà hãy tập trung đền muốn ha rất vội phép màu cho cái đền muốn tập trung đền muốn và ứng dụng tất cả những cái chị đã học đó là gì à? ở đây khi mà các chị thấy rằng các chị đang sống trong môi trường mà mọi thứ nó chưa hòa hợp thì chúng ta biết rằng là giờ mọi thứ nó đang diễn ra như vậy là do chính mình thôi cho nên là gì hãy ứng dụng làm bí ẩn rất đúng không rất một phép màu cho tất cả mọi người và rất một phép màu cho mình và sau đó thì sao ạ à? mình cứ quan sát những người xung quanh đi các chị có nhiều cái để học đó và mình soi lại mình mình thấy mình ở đâu trong đó ví dụ như các anh chị thấy rằng là mình nói họ không nghe mình nói cái họ hay 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 mình nói chưa hết vậy họ cãi mình rồi đúng không ạ à? thì bây giờ các chị hay 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 phán xét họ đúng không ạ à? lắng lại nhìn đi lắng lại quan sát họ đi thì đó là thói quen của người không thành công và hình như mình thấy mình cũng vậy <laughs> và mình hiểu không tự nhiên mình ở trong đúng cái môi trường đó đâu sau khi mình nắng lại mình thấy hình như mình cũng vậy và sau đó thì sao muốn thoát ra khỏi cái môi trường đó thay đổi mình là các anh chị nhớ nha khi bạn ở tần số nào thì vũ trụ sẽ đưa mình đúng với tần số đó khi mà các chị nhìn những người xung quanh các anh chị á các chị thường hay phán xét họ đúng không ạ khi mình phán xét họ thì mình không thấy mình nhưng khi mình không phán xét nữa mình lắng lại để xem đúng không thấy hình như những người không thành, thành công thường đa phần là như thế họ sẽ thường hay như thế mình nhìn lại hình như mình cũng vậy thì bắt đầu là gì mình mới biết là à thì ra đó cũng là cái cái mình đang phản xạ ra thì thay đổi mình đi mình muốn thoát ra khỏi môi trường đó thì mình cần phải có một cái gì suy nghĩ khác thái độ khác cách cư xử khác đúng không ạ thì mình mới mình mới không cùng tần số thì mới không gặp nhau được nữa có nghĩa là không cùng tần số thì chúng ta sẽ không ở cái môi trường đó mà chúng ta sẽ ở môi trường tốt hơn thì bằng cách là gì à biết ơn không ạ học cách để biết ơn tìm kiếm những điều để biết ơn và sau đó chỉnh cái gì? chỉnh cái tính của mình chỉnh cái tính bất đồng của mình đã chỉnh cái tính mà lúc nào cũng hơn thua của mình chỉnh cái tính lúc nào cũng à, cho rằng mình đúng đúng không ạ mình chưa chỉnh cái đó được nên tại sao những cái gì bên ngoài chúng ta thấy nó là như thế nhưng khi chúng ta chỉnh được mình được tự nhiên mình thấy họ cũng thay đổi luôn khi mà mình đang ở đó mình ở đúng cái trạng thái đó thì mình thấy họ y chang vậy đó nhưng khi mình chỉnh mình được cái tự nhiên mình thấy họ cực kỳ dễ thương nó là như thế chỉnh mình tự nhiên mình thấy họ dễ thương hơn tự nhiên họ vui vẻ hơn tự nhiên họ hạt bát hơn họ cởi mở hơn với mình khi mình chỉnh mình được thì thật sự rằng là gì ạ nó không phải là đến từ họ mà nó đến từ thế giới quan bên trong của mình nên là các anh chị phải học cách để chỉnh mình thì những cái tần số mà gamma các chị không gặp nữa các chị sẽ thoát ra khỏi cái tần số gamma mặc dù là cũng là những con người đó nhưng trước đó thì họ lại tạo cái tần số gamma với mình nhưng khi các chị chỉnh mình được thì hình như họ không tạo tần số gamma nữa mà họ lại quan tâm hơn thấu hiểu hơn cởi mở hơn nhiệt tình hơn bao nhiêu các chị đã thấy điều này rồi ạ có rất nhiều anh chị đã cải thiện được chồng vợ đúng không con cái của mình khi mình cải thiện được mình cho nên là cái tần số đó tự nhiên các chị thay đổi tần số của các chị các chị thay đổi cái bạn cái con người của mình cái tự nhiên các chị sẽ không gặp những cái tần số đó nữa cái chị thoát ra khỏi cái môi trường đó luôn hoàn toàn là những cũng là con người đó nhưng mà họ sẽ có các cách xử hoàn toàn khác với mình họ sẽ dễ chịu hơn dễ thương hơn đó mà cởi mở hơn nhiệt tình hơn chứ không có tác động những cái gamma giống như trước đây khi mà mình chỉnh được mình cho nên nói cái anh chị này cái cách để mà các chị thay đổi đó là gì ạ? Học cách để quan sát và lắng lại để soi mình. Soi mình mới thấy mình biết biết là mình đang sai chỗ nào. Để mình chỉnh mình cái đã, mình chỉnh mình thì tự nhiên là bên ngoài nó nó thay đổi thì cái đó là nâng cao nhiệt kế đó. Bởi vì các chị nhớ nha, suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, hành động dẫn đến cái kết quả. Mà bây giờ các chị muốn thay đổi kết quả thì quay trở về là thay đổi cái suy nghĩ của mình mà muốn thay đổi thay đổi suy nghĩ của mình đó nha yeah. muốn thay đổi suy nghĩ của mình đó thì các chị phải làm sao học cách để lắng mình lại lắng cái tâm của mình lại cho nên nói các chị mỗi ngày dành ra 10 phút để ngồi quan sát hơi thở đi để mình học cách để lắng mình lại tập trung vào mình khi các chị lắng mình lại mình quan sát mọi thứ xung quanh đúng không ạ khi mình không còn phán xét đánh giá nữa không còn chỉ trích đổ lỗi phàn nàn nữa thì mình mới chịu tập trung nhìn lại chính mình quan sát mọi thứ theo một cách ánh mắt của cái sự ạ mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và không gắn ghép bất kỳ một cái ý nghĩa nào đó hết thì các chị sẽ thấy được đó ạ hình như cái phản xạ đó mình cũng đang làm y chang với họ chứ không phải là một mình họ đang làm đó với mình thì khi đó mình không còn phán xét nữa Mà mình hiểu rằng là à thì ra là mình cũng làm y chang họ luôn chứ khác gì đâu thì khi đó mình chỉnh mình Mình chỉnh mình được thì tự nhiên là Mình thay đổi được cái kết quả Mình thay đổi được suy nghĩ Mình thay đổi được cảm xúc Mình thay đổi được hành động Tự nhiên là giờ mình thấy họ cũng bắt đầu cởi mở hơn với mình Thoải mái hơn với mình Và yêu thương mình <laughs> Đó các anh chị ạ Thì đó là bắt đầu chúng ta đang nâng, cao mình đó các anh chị mình đang nâng cao mình lên nó còn mình chỉnh không được thì mình đang hạ thấp mình xuống thế thôi thì khi các chị bắt đầu cải thiện được cái này nè thì tự nhiên các chị thấy rằng là mọi thứ cuộc sống của chị nó tăng lên mọi thứ nó tăng lên theo cái quan điểm của các anh chị theo cách nhìn nhận của các anh chị theo cái uh, cách tư duy của các anh chị bắt đầu tăng lên tự nhiên các chị thấy gặp những con người dễ thương khách hàng của các chị cũng toàn là những người dễ thương đúng không đấy bắt đầu là các chị thấy rằng là mọi thứ hậu thuẫn các chị tự nhiên mọi thứ nó vô cùng dễ dàng như trước đây mình gặp người khách hàng mình nói chuyện đó, nó không có dễ kết nối nhưng mà dạo này mình nói chuyện sẽ dễ kết nối vô cùng Tại vì mình dễ thương ra Do trước đây mình không dễ thương hết, Cho nên là những người thân trong gia đình của mình Cũng không ai dễ thương với mình Nhưng mà dạo này mình dễ thương ra Tự nhiên ra đường thấy dễ dàng kết nối vô cùng Mà như về nhà thấy mọi người yêu thương mình vô cùng Tên chị ha Đấy Mình dễ thương bắt đầu là tự nhiên thấy rằng là Mình cởi mở nhiệt tình ánh mắt của mình Nó cũng sao đầy tình yêu thương Chứ không thôi ánh mắt của mình là Tại là sừng cồ không <laughs> nên là đi ra đường đó ạ ánh mắt của mình thôi là người ta thấy rằng là người ta mến mình ánh mắt đầu tiên rồi đấy và lời nói của mình đó, nó không còn sân si nữa mà giọng điệu của mình đó là sự quan tâm và thấu hiểu nó khác hoàn toàn một cái giọng điệu soi mói mình tưởng mình quan tâm người khác nhưng cái giọng điệu của mình nó không phải là quan tâm mà người ta nghe người ta rất là cảm thấy không dễ chịu với mình mà mình đâu có biết mình cứ cho rằng cho nên là khi mình cứ phán xét người khác là mình không có thấy được cái mà mình cần phải thay đổi mình cứ cho rằng là mình đã làm muốn làm tốt cho họ mình đã đúng rồi nhưng tại họ thôi thì các chị sẽ không bao giờ thấy được để thay đổi mình mà mình không thay đổi được mình được nhiệt kế mình không có lên các anh chị nhớ nha nên là mình phải thay đổi mình được thì mọi thứ nó đi lên các anh chị ha thì cái đó là giờ mình đã cho phép mọi thứ nó đã phát triển tại vì các chị thấy mình mình thay đổi mình thì đó là các chị đã cho phép mình phát triển khi mà một cái nguyên tắc nha cách bạn tư duy và làm một việc nhỏ nó cũng là cách bạn tư duy và làm những việc lớn và khi mà các chị đã cho phép mình phát triển theo theo luật nhất quán đúng không ạ theo được sự tập trung cái gì tập trung nó mở rộng thì tự nhiên các chị cho nó phát triển thì mọi thứ trong cuộc sống các chị nó sẽ phát triển và công việc kinh doanh nó các chị cố phát triển nguồn khách hàng của các anh chị nó cũng phát triển nhận thức phát triển thì tự nhiên mọi thứ phát triển theo hết cơ hội phát triển nguồn lực phát triển quý nhân phát triển và tất cả mọi thứ nó giống như các chị thấy rằng lòng mình may mắn vô cùng đi đâu mà thứ nó đều thuận lợi thuận bồm xuôi gió mọi thứ nó đều hanh thông mọi thứ nó dễ dàng nó tuyệt vời nó không giống như trước đây nữa khi mà bắt đầu mình chịu thay đổi và phát triển Đấy. cho nên là gì bắt đầu từ ai ạ à? bắt đầu từ ai các anh chị đó là bắt đầu từ mình các anh chị ha nên nói các anh chị rằng là mọi thứ nó không có gì cả chịu lắng lại thôi câu trả lời là có hết nhưng mà các chị có chịu lắng mình lại hay không khi nào mình gác bỏ được đúng sai hơn thua đúng không ạ và 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 quan điểm đúng sai các anh chị ha các chị chịu gác bỏ hết đi thì các chị mới thấy được đại chỉnh mình còn mình chưa chịu gác bỏ đó mình không chịu gác ra được mình luôn cho mình đúng đúng không ạ luôn là nghĩ rằng người khác làm sai với mình mình đúng hết đó. thì em các chị chỉnh mình được đâu chỉnh được mà chỉnh không được thì nó không tăng cuộc sống mình nó không tăng chị ha chỉnh được thì nó tăng cho nên là gì à, học cách để thay đổi mình đúng không ạ bao nhiêu ca chị ngày hôm nay là ráo định rồi bắt đầu từ ngày hôm nay ngay bây giờ lúc này là tôi sẽ trở thành một cái phiên bản hoàn toàn mới đúng không ạ? một con người thấu hiểu lắng nghe tập trung quan sát tinh tế đó ạ và biết đón nhận những bài học để giúp mình thành công thì cảm ơn tôi ha Các anh chị mà làm được điều này không có thời gian để các anh chị tập trung những điều không tích cực đâu. Mọi thứ trong cuộc sống các anh chị toàn là những niềm vui và hạnh phúc thôi. Bởi vì chúng ta luôn thấy được những cái dạng mấu chốt để mình thay đổi và giúp mình thành con. Ừ? Nên là gì? Thấy hết trơn các anh chị. Mình chật tỉnh lại các anh thấy hết trơn. Nên là hãy bắt đầu là các anh chị quan sát mình. Khi nào á mà mình còn đổ lỗi, phàn nàn, phán xét đánh giá, chỉ trích điều đó thì hãy nhận thức được ha điều đó nó không giúp mình thành công và sẵn sàng tìm khi nào các chị phát hiện mình đang bị rơi vào những trường hợp đó những câu nói đó sự tập trung đó thì hãy hỏi mình câu hỏi này lúc đó các chị phải tự nói câu đó nè à, nhưng mà tôi phải biết ơn vì nhưng mà phải nói là tôi rất là biết ơn vì vì gì tìm ra những điều biết ơn để tập trung vào để thay đổi những góc nhìn của các anh chị thì tự nhiên nó sẽ thay đổi ha thì các chị sẽ không bị cuốn vào những cái năng lượng không tích cực và nhớ tách mình ra, đúng không ạ, tách mình ra với những người mà lúc nào cũng hay nói những điểm tích cực, hay cứ cuốn vào những vấn đề, đúng không ạ, hay cứ tìm kiếm, gọi là tìm, tìm gì, vạch lá tìm sâu ấy, thì chúng ta bớt nói chuyện, bớt tiếp xúc, cái okay, chị ha, cứ vạch lá tìm sâu các okay, anh chị, đúng không ạ, à, cứ đi nói chuyện người khác rồi, đúng không ạ, rồi cứ nói chuyện với mình, rồi cứ loi kéo, đúng không ạ, rồi, rồi cứ đủ rê, rồi cứ nói chuyện không tốt của người khác, Đi nói vấn đề của người khác thì đi thế này kia. Thì thôi chúng ta nên bớt tiếp xúc với những người đó. Tập trung vào chính mình các anh chị ha. À, bảo vệ cái cái sự, bảo vệ cái cái con người bên trong của mình. Đó là tiềm thức của mình. À, luôn đón nhận những điều tốt đẹp. Và hãy luôn nhìn sự thật. Nhìn sự thật là gì? Nhìn mọi thứ theo đúng nguyên tắc vũ trụ. Okay, anh chị ha à, vào bữa cơm thì phải làm sao hả bữa cơm thì người ta nói gì các chị đừng phản bác người ta đâu chống mình được mình cứ vui vẻ đúng không ạ vui vẻ để người ta không có thể để người ta không tác động vào mình thì đừng tác động người khác ai nói gì ra cũng cười đi Đó sao đâu <laughs> yeah, ok sao hết đúng không các chị đừng phản bác lại thì chẳng ai phản bác các chị được các chị càng phản bác lại các chị càng chứng minh là mình đúng thì các chị là càng bị phản bác thôi bình thường rồi các anh chị ngày xưa vì mới bắt đầu vì cũng thế à, nhưng mà ai nói gì thì chỉ biết cười thôi <cười> dạ ok dạ dạ vậy thôi các anh chị ha dạ rồi dạ rồi không biết rồi dạ rồi ok đâu có sao đâu đúng sai đâu quan trọng các anh chị quan trọng đó là chúng ta luôn biết mình muốn cái gì ha và những cái điều đó đúng hay không đúng sai sai cũng không sao hết sao đâu cái quan trọng đó là chúng ta vẫn biết là mình muốn cái gì và vẫn tiến về mục tiêu của mình thôi còn họ nghĩ gì thì đó là điều của họ còn họ nói đúng hay không đúng thì dạ cũng dạ luôn ok dạ ok không biết rồi dạ ok thôi các anh chị ha đâu đâu, đâu đâu có cần phải đúng sai gì đâu cứ thoải mái các anh chị ha ừ như thế thì mình sẽ phát triển rất nhanh như thế là phát triển rất nhanh các anh chị những người như vậy á lại phát triển rất nhanh còn những người á cứ cứ tối ngày muốn chứng minh không mà càng càng cố gắng để uh, phản bác thì mình sẽ càng phản bác mạnh mẽ hơn. Mình càng phản bác mạnh mẽ hơn thì em nói các chị sao các chị phát triển được. Đúng không ạ? Mình cứ càng bị cuốn vào cuốn vào cuốn vào các chị không thấy ra được cái chìa khóa, không thấy được cái móc khóa để các chị thay đổi, không không, không không mở được chìa khóa. Nhưng mà các chị giống như các chị thấy không ạ, càng rối thì các chị sẽ không có thấy được cái cái cái, cái đồng mối để các chị mở đâu. Nhưng các chị càng đúng không ạ, họ càng rối các chị càng tỉnh. ôi oh, dạ không sao hết. À, cái bình thường các anh chị ha. Đấy. Và nhưng mà các chị càng bình tĩnh thì các chị sẽ thấy được cái gì Cái chìa khóa để các chị mở cửa cho mình. Bình thường các anh chị. Nên là hãy học cách để phát triển mình lên. Ok không ạ? À? Và những cái điều mà Vi nói ngày hôm nay, những cái bước các chị làm đó cứ làm đi, mỗi ngày cứ làm ha và cứ tin tưởng vào cái uh, con đường mà mình đang lựa chọn đó là phát triển về mặt nhận thức, tư duy, trí tuệ. Đó là cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để giúp cho các anh chị đạt được cái cuộc sống thành công, hạnh phúc các chị ha thành công và nó phúc nó chỉ đứng lên bằng mặt tư duy trí tuệ thôi xây dựng bằng ba cái uh, gọi là cái kiềm ba chân đó đó là tư duy và uh, công cụ và kỹ năng tư duy đây là, là tư duy của hình công cái công cụ đó là hãy tin tưởng vào các vũ trụ vẫn ứng dụng cho bản thức đó ha và các quy luật vũ trụ đó như là luật hấp dẫn và kỹ năng ở đây đó là gì ạ kỹ năng quản lý tiền các chị ha kỹ năng phát triển dòng tiền và liên tục nâng cao những kỹ năng bán hàng kỹ năng marketing đúng không ạ năng lực của mình lên thì chúng ta mới tạo ra cuộc sống mình mong muốn được hãy nhớ bạn muốn có được cái cuộc sống tốt hơn thì bạn phải trở thành con người giỏi hơn đó là điều chắc chắn ha chứ mình đừng có bao giờ cứ à, cứ chứng minh mình không giỏi hoài và hãy chứng minh mình có năng lực bằng cách đó là dạy người khác nói gì mình mình không mình không có bị cảm xúc là mình đang giỏi còn người khác nói cái mình cứ tranh luận là tưởng là hay nhưng thực chất chẳng có giỏi cái anh chị đúng không? À, đúng không? Bây giờ mình tưởng là để tranh luận người khác là mình giỏi đúng không ạ? Nhưng thực chất, trả cái gì mà các chị càng tranh luận thì các anh chị lại càng bị hạ bệ thôi. ờ mình càng tranh luận mình càng hạ bệ các anh chị. Cho nên là gì? Yếu đựng ra gió các anh chị. Đúng không ạ? Thì đó là quan trọng đó là mình có biết là mình đang phát triển hay không. Giờ còn cái việc người khác nói gì về mình đâu có quan trọng đâu. Quan trọng là bên trong của các anh chị đang lớn lên mỗi ngày. Bên trong của các anh chị đang phát triển lên mỗi ngày bên trong của các anh chị nó đang đổ mà trở thành một cái cơ cổ thủ mỗi ngày năng lực của các anh chị nó đang lớn hơn mỗi ngày đó mình biết là được mình cũng không cần người khác tin mình đâu mà cũng không cần người khác phải hiểu mình mà cũng không cần là người khác phải ca ngợi hay là tin tưởng hay không tin tưởng thì đó cũng không quan trọng quan trọng đó là chúng ta đang vẫn giữ vững mục tiêu đang tiến về phía trước đó không ạ và liên tục rèn luyện mình để trở thành một cái phiên bản tốt hơn đấy nên là các chị hãy đồng hành với câu lạc bộ chạm tay hả vàng để mỗi ngày mình được rèn luyện học tập phát triển ha và những anh chị nào mà chưa có mặt trong nhóm rèn luyện thân tâm trí thì một cái lời khuyên của bây dành các chị đó là hãy có mặt để được học tập rèn luyện trao dồi đó ạ ở trong môi trường tốt gần gũi những người có tư duy có trí tuệ thì chúng ta sẽ thông minh hơn mỗi ngày rồi <laughs> ok thì đó là cái bài chia sẻ của bây ngày hôm nay hôm nay có giúp ích cho các anh chị không ạ hôm nay có giúp ích gì các anh chị không mọi thứ vô cùng đơn giản ha nên các chị đơn giản mọi thứ ra thì các chị sẽ đi nhanh thôi rồi ok à, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều đã đồng hành cùng với vi trong buổi trưa ngày hôm nay và cảm ơn môi trường câu lạc bộ chủ tịch trịnh huy nhân, nhân nguyễn diễm đã tạo ra một môi trường để chúng ta học tập và phát triển cảm ơn những anh chị em nhóm chủ những anh chị em hỗ trợ những anh chị đồng hành à, và tất cả những anh chị ở đây ha và chúc cả nhà buổi trưa trang đầy năng lượng thành công nối tiếp thành công thành công nuôi dưỡng thành công thành công đại thành công và hẹn các chị vào chương trình à, chiều ngày hôm nay một lúc 18 giờ trong nhóm rèn luyện nhân nhân chạm vàng ha Uh, bí kíp bán hàng trên internet các anh chị ha bán hàng đỉnh cao trên internet cho nên là anh chị nào mình quan tâm uh, để phát triển về mặt đúng không để xây dựng cho mình một doanh, doanh nghiệp uh, phát triển thành công thì uh, hãy đồng hành trong nhóm rèn luyện nhân nhân chào bạn vào lúc 18 giờ ngày hôm nay một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và chúng ta sẽ gặp nhau vào những chương trình tiếp theo của câu lạc bộ ha rồi cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều thank you thank you i love you bye bye hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình tiếp theo ạ à.